soi xuất và soi số gì đây số gì ra mọi thứ khỏe lên lên số gì đây số gì ra con số gì ra con số gì ra số gì ra số gì ra số gì ra con số gì ra con số gì ra số gì ra số gì ra số gì đây số gì ra con số gì ra con số gì ra số gì ra gà gà ô la 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 gà ô la 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 I want your run man gà gà ô la 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 gà gà ô la 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 năm mươi ba 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 hey this is too big repeat năm mươi ba năm mươi ba năm mươi ba năm mươi ba gì đam mê gì đam mê gì đam mê gì đam mê gì đây à chúc mừng chị 35 con dê luôn. Wow. Wow.
Wow, in the time and the may mắn. Chào quý vị ơi, ngay bên dưới những người đẹp của chúng em đang phục vụ cho quý vị với vòng loại giá vé 20.000 đồng nha quý vị nha. Dạ, y như cũ 20.000 đồng luôn à. Rồi, chúc mừng chị gái à. Wow, chị mới có 6 con số thôi mà chị có đã cực kinh rồi. Thật là may mắn, hôm nay chị đi chơi lô tô chị có mang dao mèo nữa đó. Xuất sắc. Rồi chị, rồi con số đầu tiên 35. Dòng loại 2351. Hợp lệ. Cảm ơn Xuân Tâm đã nhắc nhở. 35. 35 có 1. Đây. À, 35 hả? Đây. 35. Ừ. Cầm gì vậy mà á? Quên. Rồi, số 5. Số 5 có 2. 2 cái núi 44 có 3. Ok. 56. 56 có 4 đầy đủ. Hợp lệ. Nó mua ở ngoài chợ gì đặt chim tại Đàm Văn Minh đó nha mọi người, mấy được ngàn cái. Nó nghe nè, nghỉ coi TikTok 180 phút đi nha, nha, bỏ nha. Dạ rồi quý vị ơi, và bắt bây giờ quý vị là con lắm, chúng ta sẽ mời con sẽ có đường trình giờ. Kìa, tức là ơi, có người mua vé à? Lên lên show. Lên lên, hey hey. Sức bà soi số gì đây số gì ra. Mời đi quẻ. Lên lên. Số gì đây số gì ra con số gì ra con số gì ra số gì ra. Số gì ra số gì ra con số gì ra con số gì ra số gì ra số gì ra. Số gì đây số gì ra con số gì ra con số gì ra số gì ra. Gà gà ô la la la. Ô la la la. I want your own man. Gà gà ô la la la. Gà gà ô la la la. 53. 53 53 53 53. Thố tiếng Anh nha, tao không có sợ đâu.